chiếc xe đi qua thì cậu bé mới nhổm dậy. Có vẻ như em không bị ô tô chàn qua người. Còn người mẹ dội đến đỡ con dậy. Cảnh tai nạn camera của chiếc ô tô gần đó đánh dấu. Tất cả các người chứng kiến đều hoảng hốt. Bỏ tay mẹ, bé trai lao ra trước mũi ô tô, bất ngờ đặc biệt là cảnh sau khi chiếc xe vụt qua. Cảnh va chạm cũng khiến cộng đồng mạng chỉ trích sự lơ là của người mẹ.